được mang tên Trung Bộ Bàn Tay, kịch bản và dàn dựng Võ Đảng với thành phần các vai diễn như sau: Thành Lập trong vai ông Hai nông dân, Ánh Linh trong vai Linh nông dân, Lệ Xuân và Thanh Tú trong vai cán bộ hội nông dân xã. Và bây giờ phần dự thi năng khiếu của đơn vị huyện Long Phú xin được phép bắt đầu. Alo, anh Tú hả? Cái gì? Anh nói dạ ngay mở xã tính ghế nhà em, cảm ơn chị em hiến đất xây dựng học hả? Thôi cảm ơn chị anh ơi, coi như em đóng góp một phần công sức nhỏ của mình vậy mà. Ừ, vậy thôi nha. Anh làm gì hết hồn vậy hai? Chị nói với tôi á, là chị không hiến đất, mà bây giờ chị hiến là sao? Chị giải thích tôi nghe coi. Thôi, chị khỏi giải thích nữa, tôi biết rồi. Chị mê cha Thanh Tú bên hội nông dân xã như vậy. Chả có gì hơn tôi đâu. Đẹp trai, mảnh tỏ, cũng sáu mươi. Mà thôi, nói tóm lại, tại sao chị lại qua mặt tôi, không bàn mặt với tôi, dầu sao cũng là... Là sớm của tôi thôi mà. Anh làm như anh là chồng tôi không bằng gì á, qua mặt tôi xấu xả. Ờ, em, tôi hơi hốt, nhưng mà tôi sẽ chị đâu mà. Thì phải tôi sao? Chị ơi, với tôi là chị không có hiến đất, mà bây giờ chị hiến lại sao? Thì lúc trước á, tôi chưa hiểu gì về nông thôn mới, nên tôi không bằng lòng. Bây giờ đó tôi hiểu ra rồi, và tôi thấy việc làm đó rất là thiết thực đến hai à. Trời ơi, chị Linh là chị Linh. Cái chuyện này đâu phải của mình đâu, là chuyện thiên hạ nói chi nhảy vào. Đất đai là của ông tổ tiên mà ngày dựng không đem cho đời. Biết là đất đai của ông bà, nhưng phải vì sự phát triển của quê hương cho đàn em nhỏ được lớn 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 trường. Ai cũng muốn sống là tội lỗi, lỗ xác tổng hành vô bán giao thương. Vậy mà anh dừng dừng ý như tượng đá, không biết đâu mà dừng. Nè 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 nè, tôi không phải là tượng đá như là chị nói đâu nghe. Tôi cũng là con người có trái tim nha. Mà trái tim của anh bằng đá. Người ta vận động anh có hai mét đất à, để làm lộ nông thôn. Vậy mà anh bỏ ngoài tai với mỗi lời khuyên của mọi người. Anh làm tôi thất vọng quá anh hai à. Ủa, cái gì kỳ vậy? Đất là của tôi, nói một tiếng là hiếm liền sao? Còn phía... Thôi, tôi mệt lắm quá à. Mà hôm nay anh qua nhà tôi có chuyện gì không? Ờ, hôm nay mới ra vườn hãy được mớ trái cây. Thấy nó ngon quá, đồng mang quà biếu chị ăn với tôi lấy thảo. Tôi không có thèm. Coi kìa, mới nói có câu hỏi câu mà đâm giận nè. Thôi, đừng có giận, mau già lắm nè. Kệ tôi. Dạ lấy không? Không lấy tôi gì à? Tôi nói không là không. Cà, ơi, người gì đâu. Dạ chào anh chị. Ủa, anh Tú với chị xin qua rồi đó hả? À, mời anh chị vô nhà. Đợi nhà người ta mà người không sang không xả là biết người không đàng hoàng. Anh cũng vậy mà. Nhưng mà tôi là anh lúa. Tại trời mưa đó anh hai. Với lại đường vô đây còn sình lầy quá, cho nên tụi em mới sang đường ống thấp không cao vậy nè anh hai. Anh thấy chưa anh hai, chỉ vì đổ đường nhà anh á mà anh để cho anh em á cực khổ như vậy nè. Cũng vừa, đối với những người tôi không có ưa. Anh hai à, hôm nay á em và anh Tú qua đây tìm anh á là vì vấn đề con lộ này nè anh hai. Ủa, là cái chuyện này nữa hả? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi không có hiến đất, hiến đai gì cho mấy người gì đi. Anh thiệt tình á, chứng nào làm ấy à. Anh hai nè, anh nên suy nghĩ xem đi à. Rồi đây cũng sẽ trở thành con lộ đan thẳng tắp. Những dòng xe ngược xuôi sẽ nối đuôi nhau, giúp
cho bà con mình trong giao thương mua bán để phát triển kinh tế gia đình đó hai à? Chưa hết đâu anh, coi đây đàn em nhỏ của chúng ta sẽ không còn phải đợi mưa, đợi bùn để đến trường đến lớp. Anh hai biết không, huyện Long Phú của chúng ta hiện nay đã và đang đẩy mạnh phong trào là xây dựng nông thôn mới và đã được nhiều người rất là ủng hộ cho phong trào này. Cụ thể là họ đã hiến đất để xây dựng trường học nè, rồi xây dựng các con lộ nông thôn mới. Và điển hình ở xóm mình là có chị Linh anh hai, gia đình chế đâu có giàu có gì đâu, nhưng mà chế vẫn hiến đất để góp phần xây dựng quê hương của mình, thì đây là một điều hết sức là ý nghĩa anh hai ạ. Tôi á thì không phải là cái người cổ hủ, nhưng tôi chưa hiểu lắm về cái vấn đề xây dựng nông thôn mới nên tôi còn băn khoăn. Anh chưa hiểu chứ gì, tối nay ở xã mình có diễn văn nghệ nè, tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới, anh đi xem nó sẽ khổ thôi. Dạ đúng rồi đó anh hai, tối nay thì em diễn nè anh, có gì anh hai nhớ ghé xem nha anh hai. Thôi đi một mình tôi buồn lắm. Chắc là đi hai mình sẽ vui hơn anh hai nha. Có cô là hiểu ý tôi đó nha. Hai chị tối nay tôi đi với anh, coi như hai mình mới chịu chưa. Hả? Chị đi tôi em chị đi. Bây giờ tôi về, tôi sửa sẵn quần áo, xin dòng thơm, rồi qua chở chị đi với tôi, chờ tôi nghe chị đi. Đi từ từ thôi anh hai. À, cô tôi với. Ủa sao mưa rồi chứ đâu? Không, chưa có châu. Châu dù rồi mà. Đi với bạn đi mọi người. Giới
thiệu một người á, anh nói rất là hay và rất là muốn phát biểu với bà con trong đêm văn nghệ hôm nay. Xin mời anh Hai Lúa, anh Hai Lúa lên phát biểu với mọi người nha anh Hai. Dạ, kính thưa bà con cô bác, Hai Lúa tôi cảm thấy rất xấu hổ vì trước đây thì nghĩ đến lợi ích của bản thân mà quên đi trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Từ đầu hôm đến giờ, nghe các anh chị trong trả tiếng kiền, tôi đã thấm thía và xin mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Tại sao tôi lại thờ ơ và vô trách nhiệm trước một công cuộc mang ý nghĩa vô cùng to lớn này? Thưa bà con, rất nhiều lợi ích mà phong trào xây dựng nông thôn mới mang lại. Cụ thể là ngồi đây, trẻ em sẽ được đến trường với những ngôi trường mới khang trang, và con đường sinh lầy ngày nào sẽ trở thành con lộ thông thoáng và sạch đẹp. Thế nên tôi quyết định sẽ hiến đất để xây dựng